có vài lời với tất cả các con khác cũng như là quý thân hữu và quý chính hữu đến tham dự buổi cơm về quỹ ngày hôm nay. Tôi xin được mời anh Ngô Hoàng Ngọc sẽ bắt đầu phần nghi thức khai mạc chào quốc kỳ và mặc niệm quốc ca quốc gia Việt Nam. Ngày công xa xôi đứng lên đáp lời sông núi, đau lòng cùng vì hy sinh kiếp vì thân sông, vì tương lai của dân cùng sông pha với lên, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền. Để tưởng nhớ đến công ơn tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, cũng để tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tự do cho miền Nam và các kháng chiến quân đã ngã xuống cho độc lập, tự do, dân chủ của cả nước. Phút mặc niệm bắt đầu. Ông đã tham gia Việt Nam canh tân cách mạng Đảng để tiếp tục lý tưởng bảo vệ, đấu tranh đòi tự do không chỉ cho miền Nam mà cho toàn thể quê hương Việt Nam. Và với khả năng thiên phú và nỗi khát khao tìm hiểu mọi tin tức về quê nhà, ông Hoàng Thế Dân đã trở thành một nhà truyền thông được đồng hương tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới yêu mến. Hiện ông là người giữ nhiều chương trình giá trị của hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi cũng như là hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại có trụ sở chính ở tại Hoa Thịnh Đốn. Và một người nữa, quan khách nữa mà tôi đã sơ sót không có giới thiệu, đó là ông Ngô Trọng Đức, là chủ tịch của hệ thống phát thanh Tiếng Nước Tôi tại Hoa Kỳ. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Thế Dân đại diện cho ban tổ chức lên máy ghi âm để gửi lời chào mừng tất cả quý quan khách cũng như quý thân hữu và quý chiến hữu của chúng ta. Xin được kính cảm ơn chị Xuân Lộc. Trước hết chúng tôi xin được chào mừng kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ đại diện cho thượng nghị sĩ Trần Đắc Nguyễn. Đây là một vị đại diện trong văn phòng dân cử duy nhất trong sinh hoạt đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ. Kính thưa tất cả quý vị trưởng thượng, quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
Kính thưa quý anh chị em trong đảng gia đình truyền thông, kính thưa tất cả quý thần hữu và quý chân hữu, chúng tôi sẽ luôn luôn không bao giờ tìm đủ chữ nghĩa để bày tỏ lòng cảm ơn của ban tổ chức đối với tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Tại thung lũng của chúng ta, những sinh hoạt như thế này xảy ra mỗi cuối tuần, và đặc biệt sinh hoạt về văn hóa, nghệ thuật, chính trị, đấu tranh có sức hút khá đầy đủ, cho nên sự chọn lựa của quý thân hữu đến đây là một niềm khích lệ cho ban tổ chức chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đặc biệt các anh chị em truyền thông đã giới thiệu diễn biến ngày hôm nay cả tháng trời ròng rã trên màn ảnh TV, trên hệ thống radio, trên mặt báo, trên điện thoại, trên Facebook, trên iPad, trên iPhone và đủ mọi phương tiện mà quý anh chị em có thể đã làm được. Ở đây chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn anh Lê Văn Hải, một trong những nhân vật truyền thông nổi tiếng trong vùng chúng ta, đã có ân nghĩa với tổ chức cơm gây quỹ hiệp trợ quốc nội ngày hôm nay. Thưa quý anh chị, việc làm mà quý anh chị có mặt ngày hôm nay, trong nhiều năm vừa qua quý anh chị đã nhìn thấy kết quả của nó. Sự đóng góp của quý anh chị trong nhiều năm vừa qua chưa bao giờ được chúng tôi xem là nhỏ bé. Kết quả của nó vô cùng lớn lao. Quý anh chị đã biết được là con đường mà chúng ta đi trước đây đó, rất nhiều người cứ nghĩ rằng nó là con đường chẳng ai dám đi, cũng sẽ ít nhiều người đi bây giờ. Thưa quý anh chị, con đường đó nó bắt đầu đông đảo, và chúng ta thấy rằng cái chặng đường cuối cùng sẽ phải là một chặng đường hết sức là quan trọng. Sự chung thủy đóng góp cho những công cuộc đấu tranh như thế này sẽ cho phép chúng ta dâng cao cái niềm tin tưởng là chúng ta sẽ đến đích một ngày, và ngày đó sẽ là một ngày vinh quang cho toàn thể dân tộc trong nước cũng như là ngoài nước. Chúng tôi một lần nữa xin được ân cần cảm ơn quý anh chị em trong ban tổ chức đã có những nỗ lực tương tự như vậy. Cảm ơn cơ sở Đảng bộ San Jose đã kiên nhẫn và hàng năm tổ chức những tiệc gây quỹ như thế này. Sự đóng góp của quý chiến hữu trong Đảng bộ San Jose là một góc mặt khá quan trọng trong cái tiến trình yểm trợ phương tiện cho quốc nội đấu tranh. Chúng tôi xin được thay mặt một lần nữa cho ban tổ chức cảm ơn tất cả quý vị, quý anh chị em đã đến đây ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu vị khách quý như chị Xuân Lộc đã giới thiệu lúc nãy. Ông là cựu sĩ quan không quân Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Người ta biết đến ông nhiều nhất là cái giai đoạn khổ sở nhất cho cả dân tộc, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông đã không nghĩ nhiều đến gia đình mình. Trong cuộc tiếp cứu những chiến hữu cùng binh chủng không quân, cũng như là các chiến hữu khác và đồng bào khắp nơi trong cái, những giờ phút cuối cùng của đất nước mình, ông được giới truyền thông ngoại quốc ghi nhận là một trong những người quả cảm và nỗ lực nhân đạo trong giai đoạn giờ sâu lửa bỏng đó. Khi đến đất Mỹ tị nạn, ông cũng như những người khác kiếm cơm áo trong một cái nghề hết sức là bình thường, giản dị như vậy, nhưng lúc nào ông cũng nghĩ về đất nước. Ông đã chọn con đường ông đi từ ngay cái thời kỳ khởi đầu của nó. Ông xuất hiện là một trong những chiến hữu tiên phong trong mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam, và sau đó hình thành Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Ông được Đại hội Đảng suy cử là chủ tịch đảng thay thế cố chủ tịch là Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Bây giờ ông nhận một số những công tác đặc biệt, ông di chuyển rất nhiều, nhưng chúng tôi vô cùng may mắn hôm nay có được sự đón tiếp ông trong một lộ trình mà ai cũng biết rằng ông hết sức là bận bịu.
Kính thưa khán giả, kính thưa quý độc giả, kính thưa quý anh chị em, kính thưa quý thân hữu và kính thưa quý chiến hữu, chúng tôi xin được giới thiệu cựu chủ tịch Việt Nam Thanh Tân Cách Mạng Đảng, chế độ Nguyễn Kỳ. Kính chào quý quan khách, kính chào quý đại diện cho các hội đoàn tổ chức và công an truyền thông. Kính chào thưa cụ. Thật là sự khó khăn cho tôi khi mà phải đây để đây trình bày trong một cái buổi nhân mà tập trung là đặc biệt ngày hôm nay. Trước hết tôi xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị và đến hôm nay trong cái buổi dân ủy hiểm trợ quốc hội. Và thứ hai, chúng tôi cũng xin cảm tạ quý vị đã bền bỉ hỗ trợ Việt Tân trong nhiều năm qua. Chính vì sự hỗ trợ này, mà chúng tôi có thiêu nghị lực để đương đầu với những khó khăn để ổn định lý tưởng tự do dân chủ của Việt Nam. Nhân cái cơ hội ngày hôm nay, tôi được chia sẻ với quý vị một số suy nghĩ cô đọng về ba vấn đề. Thứ nhất là hiện trạng Việt Nam. Thứ hai là những biến chuyển quốc tế có ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh của chúng ta. Và thứ ba, ở hải ngoại chúng ta có thể làm được gì để chuyển đổi đất nước tốt đẹp hơn. Cái trình bày phần đầu tiên về hiện trạng Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua ba vấn đề. Thứ nhất, nội bộ đảng. Thứ hai là phản ứng của quần chúng thời gian gần đây. Và thứ ba, những hoạt động của những tổ chức đấu tranh và xã hội dân sự ở trong nước. Về nội bộ đảng, chúng ta đã chứng kiến sự đấu đá gay gắt ở trong đảng Cộng sản qua đại hội 12 và tháng Giêng năm 2016. Tình trạng đấu đá giữa phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng vẫn âm ỉ tiếp tục đến ngày hôm nay dưới một cái chiêu bài của chống tham nhũng. Thực ra, cái tình trạng đối đá trong nội bộ đảng Cộng sản có xảy ra nhiều lần và nhiều thập niên. Nhưng mà người dân ngày Đảng Viên nếu có biết thì biết rất ít. Trong ngày nay, những hiện tượng đối đá trong nội bộ thường tình, những tin tức được tuồn ra bên mạng, chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản không phải là một đảng gì dân tộc, mà đây là những cái đảng để tranh chấp về quyền lợi cho nhóm họ mà thôi. Đến hiện nay, trên mặt đừng bày nổi, chúng ta thấy Nguyễn Phú Trọng cũng thắng thế, nhưng mà bên dưới những cuộc đấu đá của nhóm lợi ích càng ngày càng gay gắt và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Về nội tình Đảng Cộng sản, một điểm khác tôi muốn trình bày cho quý vị là càng ngày có nhiều đảng viên đã từng giữ chức vụ cao cấp ở trong chính phủ, quân đội, công an quay qua chống đảng. Đơn cử một vài ví dụ, năm 2013 lần đầu tiên 63 cụ đảng viên cao cấp đã yêu cầu chính phủ phải chuyển đổi chế độ và thực thi nhà nước pháp quyền. Trong năm 2014, 60 đảng viên cao cấp cũng yêu cầu phải thay đổi cái chính thể và nhất là phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Và cuối năm 2014, lần đầu tiên 20 cựu tướng lãnh, có người đã từng là anh hùng của trận chiến Việt Trung, cũng yêu cầu Đảng Cộng sản là không được sử dụng quân đội và công an để đàn áp Việt. Và cuối cùng là ở chính miền Nam, chúng ta thấy câu lạc bộ Lê Hữu Đành tập trung những cái người chống đối từ đảng, họ đưa ra những cái phản biện, những cái cách sai lầm của đảng, đặc biệt là trong tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 vừa qua, họ đã đưa ra một cái thông cáo kêu gọi tất cả mọi người dân tham dự những cuộc lễ vinh danh, bất kể người là đảng người đó thuộc về quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay là quân đội miền Bắc, trong hy sinh để bảo vệ biển đảo qua các trận chiến như là Hoàng Sa, Trường Sa và cuộc chiến Cực Trung. Có thể nói đây là đầu tiên của Đảng Cộng sản, sự chống đối của nội bộ càng ngày càng gia tăng. Cái sự chống đối này đã ảnh hưởng tầm rộng lên cái sự suy nghĩ của đa số đảng viên và tạo một cái sự suy yếu từ bên trong. Chúng trong hiện tình Việt Nam, tôi xin trình bày qua những cái phản ứng của chúng gần đây. Hiện tại có 3 vấn đề mà tạo cho người dân trong nước vô cùng bức xúc và bất mãn. Chuyện đầu tiên là chống ngoại xâm Trung Quốc.
từ năm 2011 khi Trung Quốc bành trướng hoạt động tại Biển Đông, nhất là tuyên bố cái đường lưỡi bò chiếm 90% Biển Đông. Người dân trong nước vô cùng bất mãn, chống đối, bắt đầu từ tháng 6 năm 2011 và liên tiếp nhiều tuần lễ sau đó thì bị chống đối một cách dữ dội. Nhưng chúng ta biết rằng cái sự mà cái tâm lý là cái tâm thức của người dân để chống cái chế độ và xâm lược của Bắc Kinh nó nằm ở trong mọi người dân. Nếu chúng ta khai triển đúng lúc và kịp thời thì đây sẽ là một cái sức mạnh để hỗ trợ cho cuộc chuyển đổi dân chủ Việt Nam. Nói tóm lại về nội tình Đảng Cộng sản, chúng ta thấy sự đấu đá trong nội bộ, thứ hai là sự tham gia càng ngày càng đông của đảng viên đã làm suy yếu chế độ các cầm cầm. Thì qua cái phần khác là về vấn đề cái bất mãn người dân, thứ hai là cái về thất thu đất đai mà không bồi thường xứng đáng. Từ năm 2009 đến 2011, nhà nước Việt Nam thông báo là có 700.000 vụ thương kiện đất đai mà không được giải quyết. Hậu quả của vấn đề này, chúng ta thấy nhiều cuộc biểu tình từ Cần Thơ, Cần Tháp, Định Tường, Sài Gòn, Biên Hòa, Đạt Lắc từ nhiều tỉnh miền Bắc. Hiện tại tại Hà Nội có một nhóm dân quan kiến nghị đại diện cho dân quan ba miền phối hợp với dân quan Dương Nội bám trụ tại Hà Nội và yêu cầu phải giải quyết vấn đề đất đai. Gần đây chúng ta cũng thấy trong tháng 4 vừa qua tại xã Đồng Tâm, cũng lần đầu tiên người dân xã Đồng Tâm đã bắt giữ 38 người cùng với những chức nhà nước và nhà báo để điều đình và yêu cầu phải trả đất đai các cán của họ. Cái tình trạng tranh chấp này nóng đến nỗi mà ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phải xuống xã Đồng Tâm thương thuyết và hứa sẽ trả lại đất đai và không kiện những cái người dân Đồng Tâm về cái tội hình sự. Tuy nhiên trong tháng 5 vừa qua, Bộ Công an Hà Nội đã ra một quyết định kiện cái người dân xã Đồng Tâm về hai tội. Thứ nhất là bắt giam giữ người trái phép và thứ hai hủy hoại tài sản quốc gia. Đây sự lập luận này đã làm cho người dân về mất đất đai càng ngày càng bất mãn. Nếu mà không điều chỉnh ra là giải quyết thích đáng thì cái sự bùng nổ về đấu tranh đất đai nó cũng hỗ trợ một phần nào trong cái tình trạng hiện nay. Và cái thứ ba, có nghĩa từ Việt Nam, tôi xin nói phớt qua về những cái tổ chức đấu tranh và hoạt động sâu nhân sự gần đây. Chúng ta biết từ năm 2006 khi mà cái khối 8406 ra đời một cách không xin phép và không thông qua nhà nước, từ đó chúng ta thấy nhiều cái tổ chức khác cũng ra đời. Chúng ta thấy đó là Hội Sinh Việt Nam, Hội Nhà Báo Tự Do, Con Đường Việt Nam, Đảng Dân Chủ, Đảng Thanh Tiến và một số tổ chức khác hoạt động cùng trong một mục tiêu về dân chủ hóa Việt Nam. Riêng năm 2013 là một cái năm mà có thể nói là bùng nổ về xã hội dân sự. Đến nay sẽ có 25 cái tổ chức liên kết chặt chẽ với nhau để thứ nhất đòi dân chủ, thứ hai đòi tự do tôn giáo, thứ ba là hỗ trợ dân quan khiếu kiện. Nhưng mà trọng tâm cho tất cả những cái tổ chức này thì chống sự độc tài của Cộng sản Việt Nam. Đó là cái phần sớt qua về hiện tình của Việt Nam. Tôi xin qua cái phần thứ hai là những cái biến chuyển quốc tế có ảnh hưởng tới công cuộc đấu tranh của chúng ta. Dĩ nhiên chúng bây giờ eo hẹp, cho nên tôi chỉ tập trung vào hai cái biến chuyển mà cá nhân tôi cho là quan trọng. Thứ nhất là cái tình hình Biển Đông, và thứ hai là cái quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Nam. Về tình hình Biển Đông, chúng ta biết năm 1974 Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa, năm 1988 cưỡng chiếm Hoàng Sa, năm 1988 cưỡng chiếm Trường Sa, năm 2015 Trung Cộng tái đạo một số đảo san hô, thành ra những cái căn cứ có phi trường và quân đội chiến đấu. Năm 2016 Trung Cộng đưa phi cơ chiến đấu và hỏa chủng ra Hoàng Sa, và tháng 6 vừa qua qua thông báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trung Quốc hiện nay có khả năng triển khai 3 trung đoàn chiến đấu cơ tại 3 đảo mà họ vừa cải tạo là Hoàng Sa, Chữ Thập, Chữ Xuyên. Trước cái tình trạng hoạt động như vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không có một cái biện pháp, không có một sự lên tiếng, cái sự yếu nhược này dân chúng trong nước đã thấy
trong không dám làm như là Phi-lúc Tân đã kể Philippines. Hơn thế nữa, Cộng sản Việt Nam khai dùng chính sách 3 không. Thứ nhất là không liên minh quân sự quốc gia nào. Thứ hai là không để một quốc gia nào xây căn cứ tại Việt Nam. Và thứ ba là không hợp tác với nước nào để tránh nước khác. Cái chính sách 3 không này đã làm cho Việt Nam không có khả năng bảo vệ lãnh thổ như thế này. Đây là một điều rất là nhức nhối cho dân tộc Việt Nam. Ngày hôm nay, Trung Quốc từ từ chiếm lãnh thổ chúng ta với sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cái điểm khác mà tôi cho là ảnh hưởng tới cuộc đấu tranh chúng ta và những biến chuyển quốc tế, đặc biệt là ban giao giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đây không phải là sự ban giao bình thường giữa hai quốc gia, mà sự ban giao này chúng ta có thể gọi là sự giữa Đại Hán và Tây Bắc. Vì Cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục khống trị, cho nên tiếp tục yếu hèn trước sự xâm lăng của Trung Quốc. Cái tình trạng ban giao này đã tạo cho Cộng sản Việt Nam một cái tình thế tiến cũng khó mà lùi cũng khó. Một, nếu họ tiếp tục như cái hiện hành thì họ sẽ không thể nào chống đỡ sự bất mãn được, không thể nào chống đỡ được cái sự rời rã hàng ngũ của láng giềng càng ngày càng gia tăng, và đặc biệt là cái xu hướng dân chủ trên thế giới. Hai, nếu là họ chuyển đổi dân chủ, liên kết tập hợp tất cả mọi sức mạnh trong và ngoài thành một nội lực quốc gia, liên kết được các liên minh Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và Tây Âu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể bảo vệ lãnh thổ lần này và phát triển bền vững. Đây là một vấn đề khá nhức nhối mà cấp bách đối với chúng ta. Kính thưa quý vị, để tổng kết về cái hiện trạng Việt Nam và các cái ảnh hưởng quốc tế có liên quan tới cuộc đấu tranh chúng ta, tôi có một số nhận định như sau. Đối với lực lượng dân chủ có 3 cái điểm lợi mà trước đây chúng ta chưa có. Thứ nhất là người dân đưa biến từ sự suy nghĩ thay đổi trở thành hành động như tất cả các cuộc biểu tình đi dựa trên bàn. Và thứ hai là đảng viên Đảng Cộng sản càng ngày càng gia tăng sự chống đối và cũng muốn thay đổi. Và thứ ba là quốc tế cũng muốn Việt Nam thay đổi, tại vì cái quyền lợi của quốc tế đồng hành với quyền lợi Việt Nam trên biển Đông. Vừa 3 cái điểm mà tôi cho là điểm cơ hội, thì tôi cũng nhìn thấy một số cái bất thuận lợi hay là một cái thử thách đối với lực lượng dân chủ. Cái quan trọng nhất theo tôi là lực lượng dân chủ ngày nay chưa đủ người, chưa đủ lực để có thể huy động được số đông quần chúng tham gia đấu tranh. Tất cả các tổ chức ở trong nước hiện nay được tiến hành đấu tranh bất bạo động, tức là người dân dưới tay không chống lại chế độ, có công an, có quân đội, có bảo vệ số bóng đầy đủ. Nhưng lực lượng dân chủ không có cách nào khác hơn là phải phối hợp lực lượng và huy động được số đông quần chúng. Như chúng ta thấy, cái chiến lược đấu tranh bất bạo động này đã thành công trong 30 năm qua tại Đông Âu, Liên Xô, Nam Phi, Bắc Phi, Philippines, Nam Dương và gần đây nhất là Mỹ Đình. Tức là muốn thực hiện chuyển hóa dân chủ nhanh, các lực lượng dân chủ phải có khả năng quy định được số đông. Kính thưa quý vị, như tôi trình bày những cái điểm thuận lợi và những cái thử thách cho lực lượng dân chủ, chúng ta hải ngoại có làm được những cái gì để hỗ trợ sự chuyển đổi dân nước được tốt đẹp hơn? Tôi mong ông quý đề nghị 4 công tác. Công tác thứ nhất là tất cả cá nhân, tất cả hội đoàn và tổ chức làm việc hài hòa liên kết với nhau để tạo được sức mạnh trong và ngoài nước. Chỉ có sức mạnh này mới tạo sự chuyển đổi được này. Và chúng ta tránh những cái phát biểu rồi những cái hành động gây chia rẽ và tán lực đấu tranh. Cái công tác thứ hai là tìm cách gia tăng hỗ trợ những cái phương tiện và tài chính cho lực lượng dân chủ trong nước, tương tự như cái buổi gây quỹ ngày hôm nay cũng như tất cả các buổi gây quỹ tương tự trong tương lai. Và thứ ba là đề nghị chúng ta vận động chính giới quốc tế áp lực trên địa cầu về chính trị và kinh tế. Ngày nào mà áp lực quốc tế áp lực được thì cái sự đàn áp của người dân bớt đi, mà khi cái sự đàn áp người dân bớt đi, người dân bớt sợ hãi thì sẽ gia tăng tất cả đấu tranh. Thứ tư là khai dựng các màn truyền thông điện tử để phản biện những chính sách sai lầm của Đảng Cộng sản,
đưa ra những cái đề án mà có thể thực hiện trong vòng này. Và thứ tư phát tán phát những cái tin tức thì những cái thành quả của công tác của nước. Thứ tư quý vị, như tôi đã trình bày, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lần lần đi vào chỗ thì đã chiến thắng Việt Nam. Nhưng mà không phải vì thế mà họ tự động chuyển quyền cho dân chủ. Trong lúc họ càng vô những là khó khăn thì họ vùng vẫy tiếp tục đàn áp mạnh hơn nữa. Và thứ hai là gây chia rẽ nội bộ chúng ta. Đây là lúc mà chúng ta phải cố gắng làm việc với nhau hài hòa, phối hợp trong và ngoài. Chỉ có cái sức mạnh của cái tập hợp quân chúng có quốc gia thì mới có thể chuyển đổi được đây. Hiện nay nhiều nhà bình luận từ cuộc chính trị trong và ngoài nước đã đoán chắc rằng sao Miến Điện sẽ tới Việt Nam. Chúng ta hãy tin vào cái chính nghĩa là cái tất thắng của cuộc đấu tranh, liên kết chặt chẽ để cùng nhau thực hiện sao Miến Điện sẽ làm Việt Nam thành hiện thực. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.